cái vấn đề Trung Quốc cho Dương Vi nghe này. Bây giờ đang là coi như là bệnh dịch bắt đầu trở nên phức tạp, đang là tìm một cái lý do để đổ tội cho người dân hẹp. Thấy cái đảng này nó có nhục không? Thấy cái nhà nước này nó có nhục không? Thì mẹ nó không biết quản lý đất nước, nó để cho bọn tàu nó kéo vô, bây giờ nó đổ tội cho người dân tham 250 ngàn, kéo tàu vô là Lúc để nào bao là ở tàu Vingroup tàu của Corona Trung Quốc nào để cho tội cho xuyên dân. tạc. Nó đổ tội cho một Rồi rồi, người cho dân thầy hẹp Hải lên trả mà đang lời. hại cái dân tộc, trong khi nó tụi nó là những người cầm quyền, những người điều khiển đất nước, nó không biết điều khiển đất nước, nó để cho tàu nó trào vào dính virus, cho nên nó đổ tội cho một cá nhân tham 250 ngàn để đi nơi coi như là dẫn tàu vào. Thấy có buồn cười không? Thấy có Anh bị được ổi một không? Thấy đất nước cái tỉnh cái đường biên nó ít à, lực lượng biên phòng nó dày đặc à, người ta xây cả hàng rào thép chắn này, còn xây nguyên đồi xây cái cao gì đường mà nó mòn ở lối trong đấy có mở, những triệu người người ta đâu, cố nó đi có qua nhiều đấy đâu, để nó có biết được nhiều à, con chối nó không? canh thứ Đây hai là bốn cái này bốn nó còn không có những người đất tham đai tiền nó như cho nó kiểu làm ông cho á, dân nó đi không rồi bắt không sang có nhà người làm tham gì? tiền như của vợ chồng ông ấy thì đất nước không loạn lạc như thế đâu. Cái bản chất của các vị dân chủ cuội ai cũng vì tiền, vì đồng tiền đấy để làm loạn đất nước lên. Thế bây giờ tiền gì? Bây giờ ai cho Tùng Lê đầu nào? Chú thì chú cũng nghĩ ngay cái chỗ Tùng Lê là chỉ nhận xét về một cái khía cạnh theo một cái tư tưởng cá nhân của một cái chế độ, chứ còn thực tế hiện tại thì chả hiểu gì. Cái thứ nhất nói về vấn đề Trung Quốc, vấn đề cái bệnh dịch Covid-19, cho là chính quyền đảng và nhà nước không có làm được mà để cho người dân, rồi bây giờ đổ cho người dân. Thì bây giờ muốn nói như thế thì phải hiểu ngay cái biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, và cái nước bạn ở phía Tây Nam là cái nước Campuchia, cả một cái biên giới nó chỉ có cái cột mốc không thôi. Còn giữa ta và các nước bạn như Campuchia và Trung Quốc thì là rừng hoặc giả là đồng bằng thôi. Thì như vậy cái lực lượng mà để ngăn chặn từng người đi chui đây nó có mấy trường hợp. Cái thứ nhất là bị đi buôn lậu, cũng từ Trung Quốc buôn lậu qua. Cái thứ hai là những người có cái âm mưu đem cái bệnh dịch Covid-19 trở lại Việt Nam. Từ chỗ đó nó có các những cái cuộc tổ chức cho từng nhóm nhỏ xâm nhập vào đất nước Việt Nam để gây nên cái bệnh dịch Covid-19. Vì Việt Nam trước kia đã có thành trong cái cuộc chống cái đại dịch Covid-19 thì Việt Nam nó đã chính xác Trung Quốc mà nó đã thành công. Từ cái đó hiện nay là nhà nước ta đang tìm cái người bệnh nhân mà F0, có nghĩa là cái người gây ra, đang tích cực tìm. Thì bây giờ nếu nói chính phủ, nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngăn chặn rồi bây giờ đổ thừa cho dân, thì cái này nhà nước đâu có đổ thừa cho dân. Nhà nước đâu có, chưa có ai đổ thừa cho dân hết. Mà đây muốn nói lên là nói những cái phần tử phá hoại, những cái phần tử mà lén lút ghi một hai cái quyền lợi cá nhân rồi tổ chức người xâm nhập trái phép, mà với một cái hiện trường như thế, cái địa hình nó như thế, chứ đâu phải là qua cái cửa khẩu không mà nhà nước là hải quan kiểm soát được, mà toàn là đi chui trong rừng không thôi. Tôi nói giờ cái biên giới Tây Nam là hiện nay là đang mưa nè, mà cứ 50 thước là có một cái tổ của bộ đội canh gác, nhưng mà chưa chắc gì kiểm soát được hết. Cái biên giới nó dài thăm thẳm, thì cái này đáng lẽ là những người Việt kiều, những người như Tùng Lê nó thấy được cái khó khăn của đất nước. Nếu mình nghĩ về đất nước, hôm trước có một lần Tùng Lê nói cho là cái đất nước Việt Nam này Đảng Cộng sản là cướp của dân, thì tôi xin hỏi em Tùng Lê là ở đây em nêu cái chỗ nào là cướp của dân, ở cái địa phương nào là cướp của dân, rồi cho là Cộng sản Việt Nam đàn áp dân, làm cho dân khổ, thì bây giờ ở chỗ nào là dân khổ? Lấy cái điển hình đi. Ở ngoài đó nói vấn đề thổi cái phong trào Mimosa lên, cho là nhà cầm quyền canh với Trung Quốc làm cho ô nhiễm, không có cái nhà máy, không có một cái đất nước nào mà không có cái sự thiếu sót, mà Việt Nam nó rất ít, bốn mươi mấy năm nay bao nhiêu trường hợp ô nhiễm, và cái ô nhiễm đó rồi nhà nước có trừng trị, có kỷ luật hay là không, hay là bỏ bê.
Rồi một cái nữa trả lời cho Tùng Lê nói luôn, hôm trước tôi định lên nói mà nói không được. Tùng Lê nói là trong đó là Việt Nam bây giờ là cực khổ, người dân là mất tự do, làm ăn không được. Thì xin thưa với Tùng Lê là cái nông nghiệp của Việt Nam đi từ nông nghiệp lên, nhưng bây giờ những từ ngày giải phóng tới bây giờ nhà nước chưa có bao giờ lấy cái thuế về nông nghiệp. Đúng. Miễn thuế nông nghiệp. À, còn tại sao cái nước Mỹ của các bạn ở bển các bạn vô nề nếp? Là tại vì khi các bạn ló cái đầu qua thì các bạn có xe hơi đi liền, các bạn có nhà ở liền, nhưng các bạn mà chọc cái đầu các bạn để các bạn trả cái món nợ đó. Còn ở Việt Nam xin thưa, nhà là tự mua, có tiền nhiều mua nhà, mua đất rộng, có tiền ít mua đất ít, nhà nước chưa đóng thuế bằng nào hết. Chỉ có tôi làm bất động sản nè, sang tên một cái bằng khoáng đất, một cái sổ đỏ 10 triệu là nhiều nhất với những cái người nông dân. Còn ở thành phố tỷ lệ nó cần nó có cao hơn, nhưng nó rất hợp lý. Còn ở bên đó, bên Mỹ, cái nhà của các bạn ở cả một đời, khi các bạn bán các bạn phải đóng 40%, 1 tỷ các bạn đóng mẹ nó hết 40% vô nhà nước rồi. Cái thế đó bây giờ trên nước Mỹ, nếu các bạn coi trở lại chính phủ Mỹ thu của các bạn là bao nhiêu, mà không có người dân nào thoát khỏi cái thế. Còn ở Việt Nam, tôi nói những cái tiệm tạp quá đơn giản nhỏ thôi, hoặc giả là có những cái cơ sở vẫn chưa đóng thuế cho nhà nước. Rồi một chuyện nữa các bạn, hôm rồi Tùng Lê có nói tôi trả lời luôn. Đường xá, tại sao phải có BOT? Có một số các bạn nói là hôm rồi Dương Di trả lời chú cũng chưa nhất trí, là nói làm cái những cái nội bộ, không phải nội bộ. Mà đây là cái chính sách của nhân dân và nhà nước cùng làm, được sự hưởng ứng người dân. Bây giờ cái đường mình muốn làm thoáng, làm mở rộng ra thì nó có cái chính sách của nhân dân và nhà nước cùng làm. À, nhà nước 7 phần, nhân dân 3 phần. Tôi thí dụ. À, thì nhà nước không có đóng thuế xe cộ cái gì hết. Các bạn mua xe các bạn chỉ đóng thuế trước bạ thôi. Các bạn bán xe các bạn cũng đóng thuế trước bạ thôi. À, thì bây giờ đường xá bây giờ người ta bỏ tiền ra. Mà đâu phải là tại sao, bây giờ tôi nói là cái khả năng của Việt Nam nó còn nghèo, cái trình độ dân trí Việt Nam nó còn giới hạn. Ở thì buộc phải thuê kỹ sư nước ngoài hoặc giả là những cái nhà thầu nước ngoài đầu tư vào. Thì nó đầu tư vào nó cũng có lợi. Đó. Và Việt Nam cũng có lợi. Bây giờ một cái là bây giờ đường xá được mở rộng, được nối liền hết từ nông thôn đến thành thị, giao thương những hàng hóa được thông thương, người dân có cái quyền lợi trong đó. Thì người dân khi di chuyển, người dân phải góp cái tiền vô để cùng xây dựng với nhà nước chứ. Đó là cái tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Mà vì cái đoàn kết này mà đánh Mỹ và cái lũ Mỹ của tụi bay chạy tuốt ngoài đó. Nhớ kỹ ra chỗ đó. Cái đất nước Việt Nam không phải như đất nước Mỹ. Tất cả con công dân của người Mỹ, những cái người từ công nhân đến người nông dân đều nằm trong cái khuôn khổ của Mỹ hết. Bởi vậy tại sao Covid-19 trong Việt Nam có thể là 5-3 tháng người ta chống chịu được, 1-2 năm có thể chống cự được, nhưng Mỹ mới có mấy tháng thôi thì đã biểu tình chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chính quyền lo cho dân mà chính quyền để cho gần 150 triệu người dân chết. Con người là cái sinh mạng con người là cao hơn hết. Con người còn sống thì mới tạo ra được của cải vật chất, chứ không phải vật chất của cải tạo ra con người. Nhưng mà 150 triệu người chết, hai cái đảng Cộng Hòa là cái đa đảng tồi tệ của các anh đó, chỉ tranh cử nhau thôi. Từ thằng Tổng thống Trump là cái đảng Cộng Hòa đến cái đảng Dân Chủ. Có xem gì đến cái mạng sống của người dân không? Hay cứ để thoải mái chết? Cái ý thức hệ, cái văn minh của các anh, mà các anh biểu tình cái người giết của mình qua bệnh á, biểu tình hôm rồi đó, cái bệnh dịch Covid-19 là cái bệnh cảm thông thường thôi, không có sao hết chứ. Cái đó là do Cộng sản nó tuyên truyền, chứ không có chết ai hết. Các anh văn minh mà các anh ngu tới mức độ đó, không chết ai. Mà bây giờ 150 triệu rồi, 153 triệu rồi, nhưng chính quyền các anh cứ lên đó bô bô cái miệng, hết thất nghiệp này, hết thất nghiệp kia, đánh tàu làm kinh tế,
khống chế Tàu về kinh tế là chỉ các anh chỉ quyền lợi các anh thôi. Các anh sợ thằng Tàu nó nuốt mất cái đất nghỉ của các anh. Các anh có chả có yêu thương gì với Việt Nam đâu. Các anh đừng có lên đó các anh dịnh theo Mỹ. Các anh nói là các anh cái đất nước của các anh là dân minh, cái đất nước cộng sản là đàn áp. Đàn áp dân chỗ nào? Đàn áp cái chỗ nào? Cái thằng công an Việt Nam nó có đánh người như chó ở bên Mỹ không? Cái trình độ các anh nói là một nước văn minh, một nước tự do. Mà các anh huấn luyện người dân hiểu mức độ nào mà ra nói cái bệnh Covid là cái bệnh cảm thông thường. Các anh mở con mắt to các anh ra các anh thấy đi. Khỏi cần tôi phải nói. Còn cái tốt chống cộng của các anh các bệnh, ở bệnh bây giờ nó như thế nào? Nó như một cái nồi cháo ngô. Nó cháo ngô nó còn nhẹ đó. Mà nói là cái cháo heo á. Từ thằng Ngô Kỷ đến Benny Trương đến Tân Thái đến thằng Đào Minh Quân đến thằng Phan Kỳ Nhân, tự do của các anh mê, các anh qua, các anh lủi đầu vô, các anh có chiếc xe, các anh nói các anh sang hả? Các anh mạnh chết không đỉ mẹ, các anh trả nợ đó. Còn Việt Nam bây giờ anh thấy, anh về Việt Nam đi, tôi mời những cái thằng mà đầu chó ốc trâu con mắt đuôi về Việt Nam rồi mấy anh thấy đường xá xe cộ nhà cửa. Thằng đảng cộng sản này không lo cho dân, bây giờ dân được vậy à? Mà nếu đảng cộng sản này áp bức dân thì 196 triệu dân này tự đứng dậy lật đổ, không cần những cái miệng của các anh đâu. Các anh chỉ giỏi có cái châm biếm thôi, biểu các anh làm, các anh đéo có làm được cái gì. Ở bên Mỹ hiện tại là số người chết là vào 150.979 người. Tôi không phải nói chính xác cái con số liệu, nhưng mà nói hiện nay nước Mỹ nó đã đứng đầu cái số người chết. Mà cái quan trọng nhất là cái chính quyền đó có lo cho người dân hay không. Bây giờ tới cái bịch ni lông mà kéo để chôn xác á, để giấu xác á còn thiếu. Các cái lò thiêu không đủ để mà thiêu, phải dồn vô mướn xe tàu xe lạnh đó, để sẵn đó thiêu từ từ. Văn minh, tự do, dân chủ, lo cho người dân là như thế đó. Ở Việt Nam này chính quyền có để một cái người dân, dù người dân có nghèo cỡ nào, có để một cách tồi tệ mà phải không có tới cái bao ni lông để bỏ xác không? Các anh giàu, Mỹ của các anh giàu, tư bản của các anh giàu là giàu gì? Giàu súng đạn. À, các anh sản xuất những cái công ty, những cái doanh nghiệp lớn của các anh chuyên sản xuất gì súng đạn. Nếu hỏi nước Mỹ bây giờ cái gì nhiều nhất thì các anh chỉ nói được là bom nguyên tử nè, quả tiễn nè, máy bay không người lái nè. Một, các anh ngồi ở một nước mà các anh có thể giết người ở nước khác được là các anh giỏi, tôi công nhận. Nhưng hỏi về cái bệnh dịch Covid-19, khẩu trang đủ không, hòm đủ không, nhà thiêu đủ không, thì các anh trả lời một câu là no. Bằng chứng rõ ràng, các anh chống cộng, các anh có cái quyền lợi, hoặc giả là các anh có một cái tư thế, hay là các anh có cái vinh dự bằng luật sư Hoàng Duy Hùng không? Các anh là những thằng trẻ trâu tệ nhất ở bên nước Mỹ. Các anh vào cái loại là gà con nghe thiết dỗ cánh gái bình minh. Các anh chả hiểu về cái chế độ. Mà nếu hiểu là các anh hiểu trên cái cuốn sách thôi, theo cái luận điệu xuyên tạc của cái thế giới tự do thôi. Bây giờ nhờ cái Covid-19 này mà nó lòi nguyên cái thằng Mỹ ra đó. Nhờ cái Covid-19 này mới biết cái người đảng nào, cái nước nào lo cho dân hay không đó. Tổng thống Trump bây giờ làm cái gì? Chỉ đi vận động tranh cử thôi. Đảng Cộng Hòa bên bà Pelosi cũng thế. Cái nước nào văn minh mà kể cả chủ tịch hạ nghị viện xé một cái bài bản photo, cái bài diễn văn của ông tổng thống. Tổng thống thì cái một cái việc chủ tịch hạ viện đưa tay bắt không bắt, cái văn minh của anh nó mất lịch sự cả đó à.
ở Việt Nam cái thằng chân trâu đi nữa nó cũng còn cái lịch sử đó hơn các anh. Cái thằng chân trâu chân dịch ở Việt Nam à, nó còn biết lịch sử và nó biết bắt tay một cái người. Các anh tự do vậy các anh cho là hay à? Cái tự do của các anh là cái tự do nô lệ, cái tự do hưởng thụ. Các anh chỉ biết quyền lợi của các anh thôi. Mỹ chỉ biết quyền lợi của Mỹ thôi, Trung Quốc chỉ biết quyền lợi của Trung Quốc thôi, chả nghĩ đến những cái thiệt hại của nước khác. Bao nhiêu cuộc chiến tranh chính đế quốc Mỹ đã đem ra bơm những cái chết chóc cho các nước khác. Ở Việt Nam là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi là cái người phục vụ cho Mỹ nè, thì các anh đừng có láo cá chó với tôi mà các anh tung ô Mỹ. Các anh là con nít, các anh bây giờ là lo làm đi để ngày mai trả cho dần dần cho nó hết. Mà tôi nói đi, các anh mua nhà bên Mỹ các anh trả hết cái đời các anh rồi, đến khi con cháu các anh vẫn còn phải đóng thế. Ở Việt Nam này có cái nhà nào đóng thế đâu. Bây giờ tôi hỏi các anh là kể cả từ thành phố chỉ đóng thế một lần rồi người dân người ta ở, có cái nhà nào đóng thế đâu. Khi bán là người ta chỉ đóng tỷ lệ là cái thuế trước bạ thôi, mà thế hai trước bạ đó là cả bên mua và bên bán kết hợp nhau trong nó nhảy siêu. Từ chỗ đó dân mới phát triển được. Các anh về đây các anh lấy hai cái tâm anh chống con mắt nó lên, tôi dẫn các anh đi từ Ải Đâm Quan đến Mũi Tà Bao, chỗ nào dân đói. Còn bên Mỹ bây giờ tôi nói thiệt là cái Covid này mà không mở cửa ha, là các anh chết đói trước khi có bệnh Covid-19. Công ăn việc làm, xí nghiệp đóng cửa, mà các anh không đi làm lấy gì các anh sinh hoạt, lấy cái gì các anh trả tiền, mà những cái vật dụng nhà cửa các anh mua trả góp. Còn các anh không trả nó kéo nhà các anh, xe các anh không trả nó kéo xe các anh. Rồi một cái luận điệu của anh hôm trước anh nói là trong này là không có nhà nước, không có một cái chính sách để hỗ trợ người dân. Tôi thưa với các anh nè, một cái người bán gà giỏ ở ngoài đường phố á, vẫn có cái hội của giúp đỡ người nghèo, người ta cho vay không lãi, tùy theo khả năng của anh mà anh vay. Còn các công ty xí nghiệp đều là có nguồn vốn của ngân hàng cho vay hết để làm kinh doanh. Còn các anh đòi gì nữa? Các anh chỉ muốn đòi một cái là mơ tưởng hảo quyền về cái thế giới tự do, mà nó lòi là cái thế giới tự do bây giờ đó. Cũng có những người đấu tranh cho dân tham, đấu tranh cho cái nhân dân, ai mà cũng đấu tranh. Tôi nói như con mẹ cái nấm Nguyễn Ngọc Chu Quỳnh, ai kêu nó đấu tranh cho cái dân chủ, ai kêu nó đấu tranh cho dân quan. Dân quan ở Việt Nam không cần nó đấu tranh, nhưng nó gì cái nó muốn nó đi Mỹ, bây giờ nó lòi đầu qua Mỹ, nó ê hề cái nước Mỹ rồi đó. Các anh tự do, nhưng các anh tự do chửi cha mắng mẹ trong cái kiểu Mỹ ở Việt Nam không áp đặt được. Và tôi trở lại vấn đề, mỗi một cái dân tộc, mỗi một cái đất nước à, có chắc, điều có một cái luật pháp của nó. Xúc phạm ba, không phải là lấy cái tự do của nước Mỹ mà áp đặt cho Việt Nam, mà lấy cái sinh hoạt của Việt Nam áp đặt cho Mỹ. Thì các anh bây giờ muốn an phận thì các anh nói các anh đã ngon thì các anh cứ ở bên đi. Các anh chả đấu tranh cái đất gì cho Việt Nam được đâu, các anh đừng có xỏ cái miệng vào. Các anh ở bệnh, các anh khỏi cần, Việt Nam nhân dân Việt Nam mà nó khỏi cần những anh mà đấu tranh cho tự do. Các anh chả là cái đinh gì hết mà các anh đấu tranh cho ai. Các anh tự la rồi một thời gian các anh cũng bị tự diệt thôi. À, các anh thấy mà trước đem súng đạn về muốn phản trở lại đất nước thì như Hoàng Cơ Minh rồi cũng chết rụt ở bên trong rừng thôi, mà bệnh giấu nhẹm luôn. Một thời gian sau mới báo cáo Hoàng Cơ Minh còn đã chết. Để làm chi? Để các anh mình đó gom tiền dùng cái tự chống cộng để lừa bịp những người Việt kiều dân ở ngoài đất nước Mỹ và những nước khác. Thằng Du Viễn nó có nước Mỹ trợ cấp cho mỗi người 1.200 đô. 1.200 đô có đủ sống không nhỉ chú? 1.200 đô tôi nói cho các anh nghe nè, ở Việt Nam con thôi nè, một đứa bị bệnh bại não do cái chiến tranh mà cái hóa học của Mỹ để lại á, khi cái bệnh dịch Covid-19 đợt trước á,
một cái phần của nó đã nhận được 2 triệu rồi. Cái phần thêm 1 triệu nữa là về cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhưng 3 triệu đó ở trong này cả gia đình tôi xài có thể nói là trong vòng 1 tháng mới hết. Tại vì tụi tôi mỗi ngày chỉ cần 100 ngàn thôi là tụi tôi sống được. Còn cái 1.200 đô của các anh á, các anh ở bên Mỹ các anh xài được mấy ngày? Sao các anh ngu quá, cái sinh hoạt của nước Mỹ như vậy mà các anh cho 1.000 đô đó? Các anh có đem 1.200 đô đó về Việt Nam anh xài không? Cái mức sinh hoạt giá cả của Việt Nam nó là khác, không? Nó không phải như bên Mỹ. Mà các anh lấy, các anh ngu đến mức độ các anh lấy 1.200 đô đó các anh so bì cái người ở Việt Nam. Việt Nam chỉ cần 200 đô thôi là người ta sinh hoạt, người ta sống thoải mái rồi. Các anh cho là nước Mỹ vậy. Còn bây giờ tôi nói nè, nếu là nước Mỹ về dân thì nổi cái đóng thuế mọi phong trào đó là phải cho người dân khoảng từ 2 triệu rồi nó mới vừa. Chứ không phải là có 1.200 đô. Nó mới cân xứng được với 1 triệu đồng Việt Nam mà nhà chính phủ phải cho. Tại sao? Đất nước Việt Nam chiến tranh mới xây dựng đất nước hai mấy năm nay thôi. Giải phóng 40 mấy năm nhưng mới xây dựng đất nước, mở cửa xây dựng đập thế được hai mấy năm nay thôi. Những cái thế má của người dân như ruộng đất này nọ canh tác không có đóng thuế. Cái đồng tiền nhà nước đóng thuế các doanh nghiệp này nọ vô còn phải lo xây dựng cầu cống, xây dựng đường xá. Không đủ thì mới mở BOT để cho người dân góp sức vô đó cùng làm. Các anh nghe rõ chưa? Chứ nhà nước nào lấy tiền của dân? Còn bây giờ những cái người dân quan mà tố cáo lên ở ngoài đó, các anh hưởng ứng nó như thế này: khi cái đất nhà nước đã quy hoạch rồi, chưa có bắt đầu thực hiện, thì vì cái chỗ không để đất trống cho những người dân, cho những người dân tự do canh tác, nhưng với điều kiện khi nào nhà nước cần anh phải trả lại, thì anh canh tác ở đó anh thấy cái thu hoạch của anh nó quá cao đi, anh lần bước anh lén lút anh cất nhà lên đó, đến khi nhà nước lấy lại anh cho. Anh nói nhà anh cất rồi, lấy nhà anh cho, là anh quay phim anh nói là đốt nhà, cướp nhà dân. Cướp cái chỗ nào? Đất người ta quy hoạch rồi, người ta chưa có điều kiện làm, cho các anh mượn các anh làm, hoặc giả là cho các anh mướn với cái mức thế nhẹ đó. Không để đất trống, bỏ quan uổng. Thì khi làm rồi các anh động cái lòng tham đi, người ta lấy lại anh, các anh không cho. Các anh nêu cái tự do dân chủ nhân quyền lên để các anh dành cái phần đất đó. Các anh ở nhà tôi cất lên đây rồi, các anh lại đang quay phim, các anh nói là người ta giải tỏa. Người ta kêu anh mấy lần không được thì người ta phải đem xe tới, người ta phải đem lực lượng đó đi giải tỏa chứ. Thì các anh quay phim, các anh tung lên trên mạng. Rồi, ở bên đó một cái lũ bên đó căn cứ vào cái đó hô hè lên Đảng Cộng sản cướp đất của dân. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai, người ta quy hoạch cái đường thì cái mức bồi thường của những người dân ở đó nó có mức độ rồi. Anh ở gần chợ nó là khác, anh ở xa chợ khác, và anh ở xa hơn nữa là nó khác nữa, theo cái mức quy định bồi đền bù. Thì anh ở trong hốc á, mà anh thấy cái nhà người ta được bồi thường ở ngoài đường xa, đường lớn, anh muốn so bì. Vì cái dân chủ, vì cái tự do, nhà nước vận động anh, anh đắt có đi, anh ngồi đó, ai lợi anh phao trong cái là cướp nhà. Đúng hay sai? Thay vì người ta đền bù anh như những người khác thì anh nhận tiền đền bù đi, anh đi người ta, nhà nước cấp cái chỗ đất khác cho anh ở, hoặc bán cái đất khác cho anh ở, để người ta làm cái đường. Đó, ở ngoài Hà Nội tôi đi ngoài đó, nguyên cái đoạn đường mà từ ở trong Hà Nội ra ngoài sân bay, người ta làm minh mông hết ráo là làm hết rồi, chỉ còn dính với cái nhà hàng đó thôi. Mà tới nay là 7-8 năm rồi chưa giải tỏa được cái nhà hàng đó. Thì cái đó nếu ở bên Mỹ, cái chính quyền Mỹ nó lợi đó, nó đã dùm cô bé, nó ủi sập mẹ cái nhà đó. Bây giờ dân tới đó phải đi dầm, xe cộ tới đó phải đi dầm qua bên kia. Cái dân quan là ở chỗ đó. Cộng vào tại sao muốn quậy lên là xúi dục. Có những người dân trong này người ta kém trình độ hiểu biết. Các anh về, các anh rù quến, các anh nói là bây giờ phải tố cộng này nọ để các anh lấy lại cái đất đó. Thì người dân, những cái người ta vì cái quyền lợi, người ta không phải người ta chống cộng, nhưng người ta vì cái quyền lợi đó, các anh bơm vào. Ngày nào các anh cũng đến, các anh rỉ tay,
các anh mua quà cáp, các anh dùng đô la, các anh cho người dân, người ta tưởng đâu các anh tốt lắm, nói các anh giảm thiết ra là anh, các anh nói có lý. Do đó theo anh xuống đường ra biểu tình, anh quay phim, anh chụp hình lên, anh đưa lên thế giới, anh đưa qua Mỹ, anh nói là người dân Việt Nam hiện nay đang đói khổ, đang cái biểu tình. Đó là cái thủ đoạn đê hèn tồi tệ, chó má nhất của những thằng chống cộng cực đoan ở nước ngoài. À, cái nguyên nhân đó là như thế. Tôi đồng ý với anh, bất cứ một đất nước nào cũng có tệ nạn, cũng có tham nhũng, và cũng có những cái luật pháp không được thực thi chính đáng. Mà cái nguyên nhân này không phải là do đảng cộng sản và do chính phủ. Tôi nói cụ thể như cái Thủ Thiêm, mà các anh cũng thường ra đảo ngoài đó đó, nhà nước cướp đất cho anh ấy. Cái quy hoạch của nhà nước đưa xuống cho một cái ban hội đồng ở đó nó là như vậy. Nhưng về trong cái ban hội đồng một số cán bộ này tham ô, vẽ vời thêm, hại người dân. Nhà nước nào biểu các anh làm như vậy thì bây giờ nó ở tù ráo đó. À, thì cái này có phải là tại đảng cộng sản hay là tại người dân tham lam? Mà người dân là ai? Là những cán bộ thối quá. Các anh phê bình những cán bộ đó tôi đồng ý, các anh góp tiếng nói vào chống tham nhũng tôi đồng ý, nhưng không phải cái chế độ này là dung dưỡng cho tham nhũng, cũng như cái chế độ Nguyễn Văn Thiệu ngày trước mà tôi tham gia. Cái quan trọng là cái nhà nước đó có dám chống đối với lại tham nhũng hay không, có bỏ tù những cái ông như là Đinh La Thăng hoặc giả là Phạm Trung Thanh hay một số cán bộ tương tác khác không. Đó mới là vấn đề quan trọng. Chính đất nước nào cũng có tham nhũng, đất nước nào cũng có những cái tệ nạn. Các anh gọi lên nước Mỹ đi, cái nước mà các anh tôn thờ đó, cái kỳ thị chủng tộc không rồi, cách cái cuộc biểu tình thì nó cũng có một số người bộc phát bất mãn về cái kỳ thị chủng tộc, nhưng đại đa số trong đó là lợi dụng vào trong đó để đi cướp đồ của dân. Văn minh của các anh còn mức độ mà các anh xây dựng đất nước này là 300 mấy chục năm, thì cái người dân Việt Nam mới xây dựng, mới theo cái chế độ cộng sản nay là 20 mấy năm. Quá trình đó thằng nào được nhồi sọ hơn nhiều, thằng nào được diễn giải hơn nhiều, Mỹ hay là Việt Nam? Mà cái mưu của các cái người dân nó còn mức độ đó, bình vực của chính là bình cảm thông thường, lợi dụng vào đó. Hình ảnh trên phim rõ ràng, công an Việt Nam có người nào lấy đầu gối đè cổ một người khác đến chết không? Còn cái nước Mỹ văn minh của các anh có không? Cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà tướng loan bắn một cái anh Việt Cộng ngay giữa đường phố đó, có không? Cái nước nào là ác với dân? Cái chế độ nào? Có một cái Covid-19 thôi, một nước hùng mạnh nhất mà chống đánh xuôi kèm thuận ngược. Đó, tổng thống thì mở cửa, các liên bang thì đóng cửa, cãi qua cãi lại, người dân thì cho là Covid-19 không ăn thua gì hết, là bệnh cảm thông thường. Bây giờ chết 150.000, lôi con mắt các anh ra chưa mà các anh nói? Còn Việt Nam cả một cái biên giới dài như vậy, cộng vào cái sự phá hoại của các anh, cộng vào cái sự trở cờ của Trung Quốc len lỏi, mà làm cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng bây giờ nè, cái ngày đêm ở ngoài dầm mưa dãi nắng ở ngoài để mà ngăn chặn. Chứ đâu phải nó chỉ có cái cửa khẩu không, mà anh nói là chính sách là không do chính phủ. Đúng là một cái luận điệu chỉ nghe và hát, các anh như con két. Các anh chỉ nghe cái người nói rồi các anh bắt chước, các anh nói theo thôi. Đúng là một con két, chứ các anh chưa có thực tế. Bây giờ tôi nói các anh về đây, chỗ nào đấy, chỗ nào mà chính quyền đàn áp với dân, cán bộ đàn áp dân mà không bị kỷ luật, không bị ở tù, anh chỉ cho được cảnh sát, công an, người nào hại dân, người nào lấy đầu gối đè cổ. Anh cho cái luận điệu là cộng sản đàn áp dân, làm cho dân nghèo đó. Nghèo đó cái chỗ nào? Cái dân hồi trước, bây giờ trước khi giải phóng miền Nam á, là người dân cái truyền hình đen trắng không có, cái người dân cả một xóm mấy người có một người được xem ra thôi.
Bây giờ từ nông thôn đến thành thị đường nhựa hết. Nhà nào mà tệ nhất là cũng phải có hai chiếc xe gắn máy. Hoàn toàn là lên nhà tường, nhà gạch hết. Cái thành phố Hồ Chí Minh không nói, mà bây giờ tôi nói là các tôi chấp các anh đi các cái tỉnh thành luôn. Bất cứ cái tỉnh nào, các anh sẽ nhòm nhìn thấy cái đô thị ở đó nó phát triển như thế nào. Cái đất nước hòa bình, cái đất yên ổn thì mới có cái nước ngoài đầu tư chứ. Các anh nói là đợi các anh đổ thừa, nói đó về đó các anh đổ thừa, các anh nói là cái tài sản đó là của nước ngoài. Nhưng nếu cái đất nước của anh là một đất nước chánh quyền đàn áp dân, chánh nước, đất nước không phát triển, đất nước bất ổn định, thì xin lỗi anh, mấy cái tài và doanh nghiệp ở nước ngoài nó đâu có điên mà nó lại nhảy vô đó để nó mất của, đúng không? Lại nhảy vô đó để nó mất của, đúng không? Cảm ơn anh. Hả? Đúng không? Tôi hỏi với anh mà vậy là đúng không? Anh thấy cái đất nước này nó được đang phát triển, dân nhà nước đang làm cho dân được no cơm ấm áo, cuộc sống dân nó được ổn định, thì người ta mới đem tài sản vô, người ta đầu tư, người ta cất nhà máy chứ. Chứ còn cái đất nước anh như cháu nghe hồ, cháu ngô bây giờ ai dám đầu tư? Mà chính bây giờ các anh thấy như Trung Quốc không, mới có lộn xộn vấn đề đến kinh tế, bao nhiêu doanh nhân, bao nhiêu nhà máy xí nghiệp đều rút hết.